Chiều ngày 4 tháng 11, tại xã Lâm Hóa, huyện Đoàn Tuyên Hóa, phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm soát Nhân dân huyện, Trường phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa tổ chức phiên tòa gia đình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, Sở Tư pháp tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hồ Phú Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, trường học liên quan. Tình huống gia đình, hành vi phạm tội đặt ra như sau. Cuối tháng 10 năm 2023, Đinh Thanh Nam, sinh năm 2001, trú tại thôn Cờ, xã B, huyện C, tỉnh D, đã đến nhà ông Hồ Văn Cũng và bà Nguyễn Thị Mơ cùng thôn để chơi. Do trước đó, giữa Nam và Hồ Thị Miền, sinh năm 2008, đang là học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở A, có tình cảm với nhau. Nên tại đây, Nam đã xin hỏi cưới Miền là con gái của ông Cũng và bà Mơ về làm vợ. Sau đó, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Nam và Miền được hai bên gia đình làm các thủ tục cưới hỏi theo phong tục địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Nam và Miền đến Ủy ban Nhân xã B để đăng ký kết hôn nhưng không được. Do em Miền chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, được Ủy ban Nhân dân xã giải thích, vận động. Tuy nhiên, Nam và Miền vẫn về chung sống với nhau tại nhà của bà Nguyễn Thị Mận, mẹ Nam. Qua quá trình chung sống với nhau, Miền có thai với Nam. Tuy nhiên, Nam vẫn thích ăn chơi, tụ tập, nhậu nhẹt, nhiều lần thân mật với những cô gái khác và thường xuyên chửi bới, hành hung, đánh đập Miền. Sau nhiều lần bị đánh đập, Miền đã về nhà bố mẹ đẻ của mình sống và kể lại sự việc cho ông Cũng, bà Mơ. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, ông Cũng và bà Mơ đã đến công an xã B trình báo sự việc. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã đi sâu phân tích tính chất hành vi vi phạm của bị cáo trong vụ án. Hành vi nêu trên của bị can Đinh Thanh Nam đã phạm vào các tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm A, D, khoản 2, điều 145 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện C cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Văn Cũng, bà Nguyễn Thị Mơ, bà Nguyễn Thị Mận. Hành vi của các ông bà trên có dấu hiệu của tội tổ chức tảo hôn. Với những diễn biến chân thật và sinh động qua quá trình truy tố, xét hỏi, luận tội, tuyên án, phiên tòa gia đình đã giúp học sinh hiểu được các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các em học sinh trên địa bàn. Phiên tòa gia đình nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.